Mương Kẻ Khế là con mương chảy ra địa bàn hai phường Kim Mã và Đội Cấn thuộc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Được phê duyệt xây dựng từ năm 2008, sau nhiều lần điều chỉnh vốn đầu tư lên tới hơn 700 tỷ đồng. Thế nhưng sau 8 năm, hơn 1 km mương vẫn chưa được thi công xong. Dự án vẫn dang dở, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên. Những ngôi nhà lụp sụp nằm trên bờ mương Kẻ Khế thuộc khu phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã. 8 năm nay, gia đình anh Mạnh cùng hàng chục hộ dân ở đây đã phải sống bên những dòng nước thải đen kịt như thế này. Rồi thì tự mình phải chịu mà phải đóng cửa vào mà nghỉ ngơi trong nhà thôi, chứ còn không dám, có nghĩa là mình gọi là mở cửa ra đây, nhưng là ở các cái đây là toàn là bị ảnh hưởng thì cũng chẳng kêu được vai được cả. Dự án cống hóa kết hợp làm đường mương Kẻ Khế kéo dài 1,04 km đến nay đã dừng thi công. Nước thải từ khắp nơi đổ dồn về đây, không có chỗ tiêu thoát. Không chỉ có mùi hôi thối, vật liệu xây dựng, máy móc tràn trên phố khiến cho giao thông cũng trở nên khó khăn. Nhìn quang cảnh này thật khó có thể tin được. Đây lại là con phố nằm giữa trung tâm của thủ đô. Muỗi rất là nhiều và coi như là mùi khó chịu lắm, nhất là dở dời. Nhưng mà đường đi, ví dụ như đường bên kia nó đi từ đầu kia đến đầu này thì nó không được thông thoáng và nó vật liệu thứ để bầy bừa rất bẩn. Ủy ban Nhân dân phường Kim Mã cho biết trong đợt mưa lớn vào tháng 8 năm 2016, nước thải từ mương tràn vào nhà một số hộ dân ở đây, có chỗ ngập sâu đến 40 cm. Được biết dự án làm cống kết hợp làm đường mương Kẻ Khế do Ban Quản lý Dự án Giao thông Đô thị làm đại diện chủ đầu tư, trong đó có 3 nhà thầu thi công chính. Từ nguồn vốn ban đầu được phê duyệt vào năm 2008 là 205 tỷ đồng. Nhưng do chậm triển khai từ năm này sang năm khác, dự án đã bị đội vốn lên tới 740 tỷ đồng vào năm 2016. Thời gian cũng đã kéo dài thì cái thông tin mà chị nắm được thì đúng, tức là cái mương cống hở thì nó tạo ra một cái môi trường rất là ô nhiễm. Thế rồi các cái dịch bệnh như sốt xuất huyết, rồi các cái dịch bệnh khác, tức là thường trực và tiềm ẩn. Ban Quản lý Dự án Giao thông Đô thị cho biết do nguồn vốn thực tế thành phố rót vào dự án mới chỉ có 10 tỷ đồng trong năm 2016 và chưa có kế hoạch phân bố tiếp trong năm 2017. Nên từ nay cho đến trước Tết Nguyên đán, đơn vị này sẽ cho thi công xong phần cống ngầm và lấp đất lấy đường tạm cho người dân. Và điều đó có nghĩa là dự án này sẽ tiếp tục còn dang dở. Sau hơn 8 năm thi công, dự án cống hóa kết hợp làm đường này vẫn không thể hoàn thành, mặc dù nó chỉ kéo dài có hơn 1 km. Những người sống xung quanh khu vực này đang hết sức bức xúc bởi không chỉ gây ra ô nhiễm môi trường mà nó còn gây mất cảnh quan đô thị.